Tiên tri tiết lộ 7 ngày tới có 5 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, trả sạch nợ nần, giàu sụ sau một đêm. Những con giáp này nhìn chung là sẽ khá hạnh phúc về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Bởi trong cái thời gian vừa qua ấy, các bạn đã cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, nên đây chính là lúc mà các bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Trong công việc thì con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự trợ lực của các quý nhân, nên là các dự án còn đang dang dở sẽ được hoàn thiện một cách nhanh chóng, dễ dàng. Và được đối tác đánh giá cao, cấp trên khen thưởng, lãnh đạo tăng lương, thăng chức. Bên cạnh đó, nhiều bạn có lộc ăn uống, được người thân, được bạn bè chiêu đãi hoặc là tặng cho những món quà có giá trị. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp có tên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, để xét về con giáp nào may mắn nhất thì chúng ta sẽ xét về tử vi 12 con giáp. Trong cái tuần mới từ ngày 4 tháng 12 dương lịch đến ngày 10 tháng 12 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ xét chi tiết từng con và sẽ tổng kết lại xem là những tuổi nào là tuổi may mắn nhất nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét đó là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, trong cái tuần này thì những người tuổi Tý có khá nhiều cái hung tinh với chiếu mệnh, nên đây được dự báo là một cái tuần khá vất vả với những người tuổi Tý. Công việc càng về cuối năm ấy, nó càng trở nên nặng nề và việc nó dồn việc, tiến độ lại gấp rút nữa, khiến cho những người tuổi Tý có cảm giác bị gì, bị quá tải, tinh thần làm việc vì vậy cũng bị sa sút, bị trùng xuống. Trong thời gian này thì những người tuổi Tý không tìm thấy cái niềm vui, cái sự hứng thú trong công việc, đầu óc thì thiếu tập trung là cái nguyên nhân khiến tốc độ công việc nó có dậm chân tại chỗ. Có vẻ như các bạn đang có quá nhiều cái mối bận tâm bên lề khác, chính vì thế mà cái hiệu suất nó giảm đi đáng kể, các kế hoạch thì đều dở dang, cần sớm chấn chỉnh lại bản thân trong thời gian này. Bên cạnh đó thì tình hình tài chính của những người tuổi Tý thì cũng thăng trầm bất định, lúc tăng lúc giảm. Con giáp này có kiếm được tiền ấy, nhưng lại không giữ được trong túi quá lâu. Các bạn cũng sẽ nhanh phải giải quyết một số cái vấn đề dùng tới cái số tiền không nhỏ. Càng những lúc này thì các bạn cần phải lên kế hoạch quản lý tài chính một cách cẩn thận để tránh cho cái tài lộc nó bị hao hụt, bị cạn kiệt. Thêm nữa cái hung vận trong tuần nó cũng không nhỏ, cái chuyện tình cảm cũng khó tránh khỏi những cái tác động bất lợi. Cái mối quan hệ giữa những người tuổi Tý và bạn đời của mình, bạn nửa kia ấy, hay nảy sinh ra những nhiều cái khúc mắc, nhiều cái mâu thuẫn, nghi ngờ lớn dần, nói chung là dẫn tới những cơn ghen tuông cãi vã, và cả hai đều nóng nảy nên là gì, hành xử rất dễ là mất bình tĩnh và gì, cái tình cảm cũng từ đó mà đi vào bế tắc. Vì thế mà trong cái thời gian này để hóa giải cái cục diện xung khắc giữa vợ chồng cũng như là để mang lại cái may mắn và tài lộc thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn. Đấy, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số Zalo, số điện thoại 0989 34 9119 để thử nghiệm vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Tý. Như vậy những người tuổi Tý không phải là tuổi may mắn nhé. Tuần này khá xui xẻo. Tiếp theo, con giáp thứ hai mà chúng ta xét đó chính là những người tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu thì nói chung ấy, trong cái tuần này thì nó có một vài cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Sửu ấy thì trong tuần này có nhiều cát tinh về đào hoa, nên là chuẩn bị đón những cái tin vui về chuyện tình cảm. Dù là người độc thân hay là những cái người đã có đôi có cặp ấy, thì hoặc là người đã lập gia đình thì đều có thể yên tâm khi mà nhân duyên đang mở rộng và tình cảm có những tín hiệu tích cực. Đôi lứa vợ chồng thì hóa giải được nhiều cái mâu thuẫn trước đó, cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén giữ gìn cái hạnh phúc của mình. Trong khi đó, những người độc thân cũng có một cái tuần là nói chung là khá là mát tay với những người khác giới. Các mối quan hệ trong công việc hay là ngoài cuộc sống thì đều có thể là gì, giúp các bạn tìm thấy những cơ hội, tìm được cái nửa kia phù hợp. Vậy nên quý vị hãy mở lòng mình hơn, đừng bỏ lỡ cái cơ duyên tuyệt vời này. Thêm vào đó là trong cái tuần này thì những người tuổi Sửu công việc cũng được có tài tinh nữa chiếu mệnh. Vậy nên là gì, cái khả năng tập trung của quý vị cao, giúp cho những người tuổi Sửu có thể giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn một cách khá nhanh chóng. Chất lượng cũng luôn được đảm bảo. Đấy, bản mệnh cũng nhanh chóng lao mình vào để xử lý những cái vấn đề còn tồn đọng trước đó. Dù nó vẫn còn một vài cái khó khăn, một vài cái trắc trở, nhưng cái sự quyết tâm và cái tinh thần làm việc hết mình ấy, sẽ giúp cho những người tuổi Sửu vượt qua được. Tài chính của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng có nhiều cái tin vui nó báo về. Nói chung ấy, trong tuần này là một khoảng thời gian mà lộc lá có dấu hiệu vượng lên trông thấy. Các bạn nên tranh thủ cái thời gian này để tiến hành các kế hoạch đầu tư kinh doanh hợp tác. Cầu tài cầu lộc thì sẽ được may mắn đem lại tiền tài cho mình. Cũng nhờ vậy mà các bạn có thể để ra được một khoản tiết kiệm cho bản thân. Vì thế, để gia tăng thêm may mắn cho những người tuổi Sửu trong thời gian này
thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi vật phẩm mà được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ ấy, thì nó sẽ phát huy cái công năng tốt nhất, chiêu tài lộc, hóa giải những xung sát thị phi, mang lại cho quý vị cuộc sống bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho những người tuổi Sửu. Như vậy những người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Dần. Nói chung ấy, trong cái tuần này thì một vài cái hung tinh nó xuất hiện, nó nhắc nhở những người tuổi Dần nên hết sức đề phòng, bởi cái điểm báo cho thấy là có thể sẽ có họa tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc của các bạn gặp nhiều trắc trở. Có vẻ như những cái gì mà các bạn đạt được ấy cũng khiến cho kẻ xấu ghen tị, buông lời gièm pha nhằm bôi nhọ cái hình ảnh của các bạn. Trong cái môi trường tập thể, cạnh tranh là cái điều không thể tránh khỏi. Với những cái chiêu trò cạnh tranh bẩn thì chắc chắn các bạn sẽ gặp bất lợi nhất định trong cái công việc. Nhưng mà chỉ cần các bạn bình tĩnh, tự tin thì sẽ có thể là tìm được cái phương pháp phù hợp để đối phó. Hơn nữa, sẽ không gì có thể lung lay được ý chí của các bạn. Ở cái thời điểm hung tinh nó rình rập như thế này ấy, thì những người tuổi Dần cũng cần phải chú ý trong cái chuyện đầu tư, nên đề cao cái tính an toàn, chớ nên mạo hiểm làm cái điều gì đó, bởi có thể sẽ dẫn đến những cái thất bại, vốn bỏ ra như muối bỏ biển. Hơn thế nữa, những người tuổi Dần không tùy tiện cho những người khác vay tiền hay là mượn tiền trong thời gian này để tránh bị tiểu nhân lừa gạt. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần trong tuần này thì cũng không có nhiều cái biến động đáng kể. Những người độc thân thì có vẻ như đang nóng lòng muốn tìm kiếm cái đối tượng, nhưng mà các bạn cũng càng sốt ruột thì cái duyên càng ở xa các bạn. Thay vì ngồi một chỗ chờ thì những người tuổi Dần hãy đi ra ngoài giao lưu, kết nối được nhiều người bạn hơn để mở rộng cái mối quan hệ của mình. Và để tăng cường cái may mắn về nhân duyên cũng như là để tăng cường cái vấn đề tài lộc, hóa giải những xung sát, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Dần. Như vậy tuổi Dần cũng không phải là một con giáp may mắn. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Mão. Thì trong cái tuần mới, những người tuổi Mão thì được rất nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó nâng đỡ. Vậy nên những người tuổi Mão nên tranh thủ tiến hành những cái kế hoạch, những cái dự định quan trọng trong công việc để tận dụng cái nguồn cát khí nó đang vượng này. Tiến trình sẽ diễn ra suôn sẻ, sẽ giúp cho những người tuổi Mão thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn. Thành quả nói chung là trong thời gian này cũng sẽ gặt hái được khá nhiều quả ngọt. Thì đây cũng sẽ là một cái tuần mà các bạn chứng tỏ được cái khả năng làm việc với cái tốc độ cao của bản thân. Công việc thì ngày một vào guồng, khiến cho các bạn không còn phải lo lắng quá nhiều như trước đây nữa. Điều mà các bạn cần cố gắng bây giờ là làm quen với nhiều người hơn, mở rộng và phát triển các mối quan hệ cá nhân sẽ rất hữu ích cho cái tương lai của các bạn. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc trong tuần này của những người tuổi Mão cũng cực kỳ dồi dào. Đấy, có các cát tinh là thực thần và tam hợp nó xuất hiện. Nói chung ý, ngay từ đầu tuần nó báo hiệu hết tiền rồi lại có. Con giáp này được quý nhân tạo ra những cái cơ hội may mắn phát tài, nó đến một cách bất ngờ. Vậy nên bản mệnh cần phải giữ được cái tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo, nên không mắc phải những cái sai lầm để tiền bạc của mình ý, nó vào tay của đối thủ. Thêm nữa, trong cái tuần này thì những người tuổi Mão này, cái vận trình tình cảm cũng thì có phần là khởi sắc hơn. Đường tình duyên không còn là cái nỗi lo thường trực trong lòng. Những người độc thân cũng sẽ tìm kiếm cho mình được những cái đối tượng tâm đầu ý hợp, thậm chí là cùng nhau dẫn đến chuyện hôn nhân. Đời sống vợ chồng trong thời gian này cũng hòa thuận, yên bình và hạnh phúc. Vì thế để gia tăng cái may mắn cho mình ý, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Mão. Vậy nên những người tuổi Mão là con giáp may mắn thứ hai nhé. Tuổi Tý là tuổi Sửu là con giáp may mắn số 1 này. Tuổi Mão là số 2 này. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Thìn, đúng không? Những người tuổi Thìn. Nói chung trong tuần mới thì dưới tác động của một vài hung tinh, nói chung là những người tuổi Thìn có thể xảy ra những cái tranh chấp, những mâu thuẫn với đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Cái tôi quá cao của các bạn đưa ra những cái ý kiến cá nhân và khăng khăng khẳng định cái ý kiến của mình. Các bạn sẵn sàng gạt bỏ những ý kiến của người khác để bảo vệ cái quan điểm của bản thân. Thái độ này sẽ khiến cho các bạn không được lòng của mọi người. Bên cạnh đó, cái áp lực công việc của những người tuổi Thìn cũng khá là lớn,
khiến cho những người tuổi Thìn chịu nhiều cái căng thẳng. Công việc thì quá tải mà các bạn lại ít nhận được cái sự giúp đỡ của người khác. Có vẻ như những người tuổi Thìn trong tuần này đang tự cô lập bản thân trong cái tập thể vì cách xử sự của mình. Hãy tự xem lại bản thân để không tự làm khó bản thân mình nữa. Bên cạnh đó thì trong tình yêu, những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng sẵn sàng mở lòng và bắt đầu một cái mối quan hệ mới. Chỉ cần các bạn chủ động đã là tín hiệu vô cùng là tích cực rồi. Đừng quá lo lắng nếu mà duyên vẫn chưa tới. Nói chung là các cặp đôi thì đang trong giai đoạn thăng hoa, các bạn cho phép mình tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Đấy. Tuy nhiên, tình hình tài chính của những người tuổi Thìn trong thời gian này có vẻ như là bị hao hụt đáng kể do nhiều cái hung tinh nó án ngữ, nó chiếu mệnh. Thời điểm này thì không thích hợp với cái việc đầu tư hay là làm ăn lớn. Các bạn nên cân nhắc kỹ càng trước khi bỏ tiền ra. Đồng thời, sức khỏe của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng không được tốt. Các bạn đang suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến là nhiều lo âu và mệt mỏi. Vì thế, để gia tăng thêm may mắn và hóa giải những hạn tiểu nhân, mang lại cái may mắn cát tường cho những người tuổi Thìn, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để chậm mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, chúng ta xét đến những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ trong tuần này thì may mắn nhận được cái sự che chở của cát tinh. Đấy. Vậy nên các bạn có thể là được sự tự tin, nhất là trong cái lĩnh vực mà thuộc cái chuyên môn của mình. Khoảng thời gian này thì các bạn tăng cường giao tiếp và học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ đó sẽ thúc đẩy những cái suy nghĩ giúp các bạn có thể có được những cái hướng đi mới mẻ hơn. Bên cạnh đó, trên phương diện tài lộc của những người tuổi Tỵ thì nhờ có các cát tinh là chính tài và thiên tài hỗ trợ, thu nhập của những người tuổi Tỵ cũng được tăng lên trông thấy. Và tài tinh nó xuất hiện, nó sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ trong thời gian này ấy, thì tìm kiếm được những cơ hội kiếm tiền và làm giàu mọi lúc mọi nơi. Các bạn không chần chừ mà nhanh chóng chủ động nắm bắt lấy cái thời cơ tốt đẹp trước mắt, nên là cái khoản tiền nó đổ về túi cũng ngày một nhiều lên. Cái nguồn thu chính và cái nguồn thu phụ của những người tuổi Tỵ cũng gì dồi dào, giúp chất lượng cuộc sống của các bạn cũng được đảm bảo. Những người tuổi Tỵ cũng biết được cách cân đối cái thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn có thể kiếm được cái nguồn lợi từ cái nghề tay trái của mình. Vì thế mà cái chuyện tiền bạc bây giờ cũng không phải là nỗi lo của những người tuổi Tỵ nữa. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm ấy, thì một cuộc hẹn ngọt ngào và lãng mạn với những người khác giới có thể sẽ xuất hiện trong cái thời gian này với những người độc thân, nếu như các bạn chủ động và cởi mở hơn nữa. Quý vị hãy sẵn sàng cho những cái trải nghiệm mới. Các cặp đôi trong thời gian này có thể là gì? Thấu hiểu nhau thêm nhờ những cuộc trò chuyện chất lượng. Vì thế, đây là một tuần khá là may mắn với những người tuổi Tỵ. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó. Như vậy, tuổi Tỵ là những con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, chúng ta xét đến tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong cái tuần mới thì những người tuổi Ngọ, cái vận khí của những người tuổi Ngọ trong tuần này thì cũng khá là ảm đạm. Đặc biệt là cái phương diện tài chính thì có dấu hiệu bị hao hụt do đại hao án ngữ nó gây cản trở. Những người làm ăn kinh doanh ấy, thì thu nhập giảm sút. Trong khi đó, những người làm công ăn lương ấy, thì dễ gặp phải những cái sai sót trong cái việc ký kết hợp đồng cũng như là trong công việc. Cái sai sót giấy tờ nghiêm trọng nó có thể là phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Và trong cái tuần này thì nếu mà có cái dự định thực hiện những cái kế hoạch quan trọng, nhất là những việc liên quan đến chuyện kinh doanh đầu tư ấy, thì tốt nhất những người tuổi Ngọ nên thực hiện ngay vào cái thời điểm đầu tuần. Lúc này thì vận khí nó đang ở cái vượng hơn và được nhiều cái cát tinh nó che chở, nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái nguy cơ mất tiền. Trong khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi thì có nhiều khả năng là con giáp này sẽ đưa ra một số quyết định sai lầm. Rất có thể cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái công việc hiện tại của các bạn. Vậy nên quý vị hãy tham khảo ý kiến của những người xung quanh, tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể sẽ phải đối mặt với những cái buồn phiền trong cái chuyện tình cảm. Có lẽ cái cách cư xử thiếu tinh tế của các bạn là cái nguyên nhân dẫn đến những cái rắc rối hiện tại. Bạn có phần áp đặt và không để cho đối phương có cái tiếng nói trong các mối quan hệ giữa hai người, nên tình cảm ngày càng có nhiều cái mâu thuẫn, thiếu đi cái sự đồng cảm, thiếu đi cái sự cảm thông. Vì thế trong thời gian này, để gia tăng cái tình cảm và tăng cường cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Ngọ. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi thì nói chung trong cái tuần mới, thì những người tuổi Mùi phải đối mặt với cái họa hao tài nó ập đến. Tiền bạc thì thất thu nhanh chóng do cái tác động của hung tinh tiểu hao nó ám ngữ. Đủ cái chuyện nó phát sinh, nó buộc các bạn phải chi tiêu những cái khoản tiền không hề nhỏ. Lại thêm cái tính hào phóng quá mức cần thiết và thiếu tiết kiệm, nên là tài khí của những người tuổi Mùi bị hao hụt khá là nhanh. Các bạn được nhắc nhở là nên xem lại cái thói quen chi tiêu của mình, lên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý mới có thể ngăn chặn được cái tình trạng là tiền bạc theo gió mà bay đi. Hãy biết trân trọng cái công sức kiếm từng đồng tiền của mình. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể gửi tiết kiệm để bảo vệ cái thành quả của mình. Trên phương diện sự nghiệp thì hung vận, cát vận nó cũng thể hiện khá rõ. Dù các bạn được trao cho những cơ hội chứng minh cái năng lực của mình ấy, nhưng mà kèm theo đó là những cái trọng trách không hề nhỏ. Lại luôn có những kẻ tiểu nhân, lâm la, nói chung là đợi các bạn gây sai sót là lập tức lấy cái cớ đó để gièm pha, khiến cho tinh thần của những con giáp này luôn trong cái tình trạng là căng thẳng, mệt mỏi. Không những vậy, con giáp này còn gặp nhiều cái khó khăn trong chuyện tình cảm. Những người độc thân dù đang có nhiều cái người theo đuổi ấy, nhưng không ai làm hài lòng được các bạn. Điều này sẽ khiến cho những người tuổi Mùi sinh ra cái cảm giác khó chịu khi mà liên tục bị bám đuôi. Các cặp đôi thì thiếu đi cái sự đồng cảm, cho nên là gì, cái lòng tin giữa hai người nó sẽ bị lung lay, dẫn đến những cái cuộc ghen tuông, trách móc, thậm chí là gì, thậm chí là chia tay. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi trong thời gian này hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi tuổi Mùi. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân trong tuần này có thể sẽ cảm thấy là lực bất tòng tâm, có lý tưởng nhưng lại không thể biến thành hiện thực, biến thành cái hành động thực tế được. Có năng lực nhưng không được trọng dụng. Hơn nữa, cái ảnh hưởng của cái hung tinh ấy, nó cũng sẽ khiến cho các bạn gặp khó khăn trong công việc, trong cái sự là kết nối và giao lưu các mối quan hệ với nhau, với đồng nghiệp, với cấp trên, để giải quyết công việc một cách nhanh hơn. Đấy. Tiền bạc thì không thực sự được dư giả, chủ yếu là do con giáp này thiếu cái kỹ năng kiểm soát tài chính. Các khoản tiền được tiêu xài một cách vô tội vạ, cái việc đầu tư chưa đem lại cái hiệu quả như mong đợi. Các bạn nên chia đều cái tiền bạc, chia tiền bạc cụ thể ra, những khoản nào nên đầu tư và những khoản nào nên tiêu để hạn chế. Đấy, khoản nào dùng để tích lũy, từ đó sẽ tránh xảy ra những cái tình trạng là hao tài này. Công việc thì vốn đã đủ rối ren rồi, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng không được tươi sáng cho mấy. Giữa các cặp đôi thì thường xảy ra những cái chuyện cãi vã vì những cái vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai bên thì đều đang rất mệt mỏi và muốn chấm dứt cái chuyện tình cảm này. Tiếp tục hay là dừng lại đều phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của các bạn. Trong thời gian này thì các bạn cũng nên chú ý đến cái tình hình sức khỏe trong tuần. Làm việc bất kể ngày đêm lại gì không chịu vận động sẽ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi và dần dần trở nên ì ạch. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên coi nhẹ cái việc là chăm sóc sức khỏe bản thân. Đó. Vì thế để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân trong thời gian này, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Thân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung trong cái tuần mới thì những người tuổi Dậu là có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Đấy. Vậy nên có thể gặp được nhiều cái may mắn ở cái phương diện nhân duyên tình cảm. Trong đó những người tuổi Dậu nữ mạng được cho là gặp nhiều may mắn hơn nam mạng. Có nhiều khả năng bản mệnh sẽ bắt đầu một cái mối quan hệ mới ngay trong cái tuần này. Vậy nên quý vị hãy mở lòng mình ra để đón nhận. Tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng, thắp sáng lại cái ngọn lửa yêu thương. Dù thời gian khiến cho người ta dễ quên đi cái cách thể hiện cái tình cảm, nhưng mà cũng càng khiến cho hai bạn thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Đó chính là cái bí quyết để giữ gìn cái mối quan hệ của cả hai người. Nhân duyên vượng cũng cho thấy là một cái tuần rất thích hợp để các bạn tiến hành những kế hoạch, những dự định hợp tác hay là ký kết hợp tác kinh doanh. Mối liên hệ tốt đẹp giữa hai bên sẽ thúc đẩy hợp đồng được thực hiện một cách là suôn sẻ, nhanh chóng.
Trong tuần này, những người tuổi Dậu cũng chú ý đến những cái người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ở bên cạnh mình. Quý nhân là nữ nên có thể sẽ mang đến cho bạn những cái điều bất ngờ. Bên cạnh đó, tài lộc của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng có xu hướng được tăng lên. Đấy, cơ hội kiếm tiền cũng được mở rộng với những người làm kinh doanh buôn bán, chỉ là bản mệnh có tận dụng hết được cái khả năng đó hay không mà thôi. Nhìn chung ấy, cả nguồn thu chính và cái nguồn thu phụ đều có cái dấu hiệu gia tăng được khởi sắc. Các bạn có thể nhân cái đà này để mở rộng cái quy mô và tăng cường thêm cái thu nhập cho mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình về vận trình tài lộc, về vận trình nhân duyên, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho mình. Đó. Đó là những người tuổi Dậu, con giáp may mắn thứ tư nhé. Đây là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Tuất. Thì nói chung ấy, trong tuần này thì những người tuổi Tuất nó động dịch mã, nên là ấy, những người tuổi Tuất có thể phải di chuyển, phải đi lại nhiều nơi, đi công tác xa vì lý do là công việc đấy. Ở đất khách quê người thì chắc chắn các bạn sẽ phải tự lực cánh sinh, dựa vào chính bản thân mình chứ thì ít nhận được cái sự hậu thuẫn của đồng nghiệp cũng như là những người khác. Do đó, quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân mình phải tập trung và nghiêm túc để hạn chế những cái sai lầm. Bên cạnh đó, một vài cái hung tinh nó cũng án ngữ. Nói chung ấy, nó cảnh báo những người tuổi Tuất cũng nên đề phòng cái kẻ tiểu nhân. Có một vài kẻ đang muốn cản đường hoặc là cướp đoạt cái công sức của các bạn. Công việc vì thế cũng sẽ có những cái rắc rối nó xảy ra. Các bạn cần phải cẩn trọng và bình tĩnh hơn để giải quyết từng vấn đề một, tránh nổi nóng lại thì dễ dẫn đến tình trạng hỏng việc. Bên cạnh đó, cái thời điểm đầu tuần cũng sẽ có nhiều cái khoản phải chi tiêu, các bạn nên mua sắm có chừng mực. Nguồn thu của các bạn trong tuần ấy, chủ yếu dựa vào cái công việc chính, cho nên quý vị không nên là tham công tiếc việc, ôm đồm quá nhiều việc dẫn đến là sao nhãng. Tốt nhất là vẫn nên tập trung làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Cũng bởi công việc bộn bề vất vả, đến thời gian để bản mệnh chăm sóc bản thân cũng không có, thì lại càng khó có chuyện quan tâm và chăm lo chu đáo đến cái tình yêu của mình. Có lẽ vì những điều đó mà cái mối quan hệ tình cảm giữa những người tuổi Tuất và đối phương ấy, có thể xuất hiện nhiều cái vết rạn nứt ngay từ đây. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ hạnh phúc của mình, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tuất. Cuối cùng chúng ta còn xét đến những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong tuần mới ấy, thì những người tuổi Hợi may mắn được cái cát tinh Thái Dương nó chiếu mệnh, nó che chở. Vậy nên nó có điểm báo là vượng vận quý nhân và nó có nhiều điểm sáng. Công việc trong tuần cũng diễn ra trôi chảy, có những cái khó khăn nhất định, nhưng mà con giáp này cũng vẫn sẽ giữ được cái ý chí và quyết tâm của mình. Quý nhân dìu dắt vượt qua một cách nhẹ nhàng. Cũng bởi những cái thành tích của các bạn đạt được trong cái thời gian vừa qua ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái sự tín nhiệm của cấp trên. Đấy. Thì đây cũng là cái cơ hội tốt để cho những người tuổi Hợi phát huy được tất cả cái khả năng của mình, tất cả cái trí tuệ của mình và cái sự linh hoạt của mình. Thông qua những cái thử thách đó thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái phần thưởng cao hơn dành cho mình. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi trong tuần này cũng khá là vượng. Cái nguồn thu thì được mở rộng. Đấy, bản mệnh dù làm công ăn lương ấy, hay là làm theo lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cũng đón nhận nhiều cái vận may về tài lộc. Tiền bạc không phải là cái vấn đề mà phải lo trong cái tuần này. Các bạn có thể chiều chuộng cái sở thích của bản thân mình một chút, nhưng mà đừng có chi tiêu quá tay. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm nhân duyên của những người tuổi Hợi lại ít có cái biến động. Dù vậy thì các bạn vẫn nên chủ động hơn trong cái chuyện là đôi lứa. Không nên bỏ lỡ cái mối nhân duyên đẹp chỉ vì do dự và nhút nhát của mình. Nếu mà cảm thấy có thể là tiến tới quan hệ lâu dài ấy, thì quý vị đừng có chần chừ gì nữa mà không ngỏ lời với người ta. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may về nhân duyên cũng như là tài lộc cho những người tuổi Hợi, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đấy, đây là những người tuổi Hợi, con giáp may mắn thứ năm. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa xét trong cái vận trình tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 âm lịch, đúng không ạ? Nó rơi vào ngày mùng 4 tháng 12 đến ngày mùng 10 tháng 12 dương lịch. Thì trong cái tuần mới này,
chúng ta sẽ có 5 con giáp may mắn được lộc trời cho và dễ có cơ may trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Dậu và 5 là những người tuổi Hợi. Đó là 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội mua nhà sắm xe. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái tuần mới từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 dương lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.